Chào các bạn nhé. Buổi sáng hôm nay ấy, mình sẽ chia sẻ cho mọi người video đầu tiên về cách dò vẽ mạch điện. Thì mình đang chọn một chiếc bo mạch của một chiếc bếp từ Media, có lại model khá là mới cho nó sạch và đẹp. Thì trước khi chúng ta muốn vẽ bất kỳ một cái mạch điện gì ấy, mục đích vẽ ấy là chúng ta sẽ hiểu được là trên cái sơ đồ, trên cái mạch điện thì con IC này nó tác dụng gì trong mạch chẳng hạn, hoặc là con linh kiện này tác dụng gì trong mạch. Thì đôi khi chúng ta nhìn trên này chúng ta sẽ không hiểu được, mà chúng ta phải vẽ ra trên một cái tờ giấy. Và khi chúng ta nhìn trên tờ giấy và chúng ta tưởng tượng được với cái kiến thức căn bản điện tử ấy, thì chúng ta sẽ hiểu được và chúng ta sẽ biết tác dụng của nó. Thì cái video này thì mình muốn nó ngắn gọn thôi nên mình sẽ chỉ vẽ một vùng. Tóm lại là chúng ta sẽ trên một cái mạch điện này nó có rất nhiều đường mạch. Thì chúng ta cần vẽ vùng nào thì chúng ta sẽ khoanh về cái vùng đấy chúng ta vẽ. Giả sử như đơn giản nhất là mình đang có ý định là mình sẽ vẽ cho mọi người về cái mạch nhận biết điện áp đầu vào, tức là cái mạch ACS trên cái bo mạch bếp này. Và có thể là sau khi vẽ xong ấy là mình sẽ phán đoán những cái biên độ sóng của nó ở mức ở đoạn này như thế nào. Sau đó có thể mình sẽ lấy cái máy hẹn sóng ra mình đo test cho chúng ta xem có đúng thực nghiệm như vậy không các bạn ạ. Tức là chúng ta sẽ phải chia ra, ví dụ chúng ta vẽ mạch nguồn cấp trước, hoặc mạch công suất, hoặc là mạch driver, hoặc là như mình đang muốn vẽ là mạch ACS. Thì chúng ta sẽ phải nhận diện được trên mạch nó là vùng nào. Thì cái những cái view mình đã chia sẻ cho mọi người rồi, những cái view tổng bếp về bếp từ tổng hợp các khối ấy, mình đã chia sẻ rồi. Thì hôm nay mình sẽ vẽ thực nghiệm thật, sau đó mình sẽ dùng cái máy hẹn sóng mình sẽ đo thử xem nó chuẩn không. Cái view này cho mọi người sẽ hiểu kỹ rõ hơn về cái mạch ACS của trong bếp từ và trên những cái model bếp Media này, và nó sẽ hỏng hóc trên cái mạch này nó sẽ gây ra cái ban gì nhé các bạn nhé. Trước tiên để chúng ta hiểu được vẽ và hiểu được mạch điện ấy, thì mình hay nói cho mọi người trên một cái mạch điện này nó sẽ có những cái mạch kín mạch hở. Thì chúng ta sẽ hiểu ấy, cái mạch ACS thì là mạch đường kín điện của nó như nào, đầu vào nó chính là AC220, đây là hai cọc dây đầu vào nhé. Thì mạch công suất nó sẽ kín như nào, nó chính là đi qua IGBT rồi qua cầu diode để kín mạch của 220 đó cho chính. Nhưng mạch nguồn cấp trước thì nó lại kín mạch của cái đường nào, mạch driver thì nó không lấy trực tiếp điện 220 rồi mà nó lấy nguồn của 18V thì nó kín như nào. Nhưng cái mạch ACS thì mình cũng nghĩ là nó sẽ lấy chính kín mạch của cái AC220 nhá. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ vẽ, thì chúng ta sẽ xuất phát đầu tiên chính là cái điểm này, mình đánh dấu cho mọi người nhé. Cái điểm này và cái điểm này đó chính là hai dây AC vào đấy mọi người ạ. Cái máy của mình nó không lấy nét chuẩn, nó hơi bóng, mình sẽ nói trước sau đó mình sẽ làm vẽ trực tiếp trên này cho chúng ta nhé. Thì một dây AC vào, một dây AC vào, một cái nó qua cầu chì thì nó sẽ như thế này đây, mình sẽ vẽ luôn cho chúng ta tham khảo nhé. Đây là AC220 nhá, có thể là dây là cao là thấp. Thì một dây nó sẽ đi qua một cái cầu chì là 12,5A đấy các bạn ạ. Tiếp tục tới đây ấy, nó sẽ có một con tụ tụ 2 mi lọc nguồn AC đấy. Đây nha, mình sẽ cho chúng ta tham khảo này. Dây L này đi qua cái cầu chì đi tới chân tụ này. Dây L thấp này đi vào chân tụ luôn nhá. Chứ như vậy là chúng ta sẽ hiểu đây chính là bắt đầu mình đã ở trên đầu hai đầu con tụ rồi. Thì cái mạch ACS mình sẽ nói qua cho mọi người này. Nó sẽ một dây AC này nó sẽ được chỉnh đi con diode này. Không biết mọi người có nhìn được, hôm nay mình cảm giác cứ bóng bóng ấy. Tiếp tục một dây AC nữa. Đây này, nó được chỉnh đi con diode này, nó gộp ở đây. Nó gộp ở đây sau đó là nó kết hợp với hai con diode chiều về nữa nhá, của cầu chỉnh lưu chính nhá, tí nữa mình sẽ vẽ, bởi vì mình muốn nói cho mọi người là nó phải kín mạch. Chúng ta quan trọng chúng ta hiểu được là những cái mạch in to này nó dính vào nhau này, những cái mạch này là khác, mạch này là khác, chúng ta phải phân biệt ra như vậy nhá. Và trên mạch đường cũng thế, giả sử như cái chỗ này với cái chỗ này nó vẫn là một mọi người nhá, chúng ta hiểu nó là mạch in nó là một nhá, chúng ta phải hiểu như thế và chúng ta phải hiểu được nó kín mạch. Thì mình sẽ tiếp tục, mình sẽ vẽ hai con diode này nữa. Thì đây mình sẽ vẽ cho hai mọi người hai con diode đấy nữa nhá, trên hai dây AC này này. Từ đây đi một con diode đi xuống đi, một con rồi này, rồi một con nữa nhá, đi cho nó cùng nhau đi.
Cái quan trọng đầu tiên chúng ta vẽ mạch thì chúng ta chẳng cần vẽ đẹp ấy, vẽ đẹp hay vẽ xấu, mà chúng ta cần biết là chúng ta phải vẽ kín mạch đã, vẽ đúng mạch đã mọi người ạ. Cái quan trọng là đúng mạch. Và để mà vẽ được mạch thì chúng ta phải hiểu được là con tụ thì nó sẽ ký hiệu như thế nào, và con điện trở nó ký hiệu ra sao, con diode nó ký hiệu ra sao nhá. Bởi vì ấy, là cái vấn đề điện tử căn bản mình đã nói hết rồi. Các bạn nào xem đã cày những cái video về điện tử căn bản của mình thì chúng ta sẽ phải hiểu cái vấn đề đấy nhá. Chứ chúng ta mà không hiểu được căn bản thì chúng ta sẽ vẽ không được đâu. Như đơn giản có một số người ấy, là chụp ảnh cho mình vẽ con trang to thì vẽ như thế này, vẽ y như này luôn, sau đó nó chia thành ba cái chân ra như này đấy. Thì vẽ như này thì chúng ta vẽ như này thì chúng ta cũng vẽ cũng đúng đấy, nhưng mà chúng ta không hiểu kết cấu cái con này nó hoạt động ra sao nhá. Đây là vẽ theo kiểu hình dạng các bạn ạ. Nó gộp ở đây nhá mọi người này. Thì tiếp theo nó đi qua một con diode nữa. Đây mình sẽ vẽ như này đi. Nó đi qua một con diode nữa để nó sẽ tới tới phần nguồn cấp trước ấy. Cái này thì mình không vẽ bởi vì nó là lên con đường nguồn cấp trước thì sẽ ra sau. Thì nó đi theo diode như thế, mục đích là ở điện áp ở đây này. Cái điện áp ở đây ấy, thì nó sẽ làm một cái mình sẽ vẽ và tí nữa mình sẽ đo thử xem có đúng không nhá. Rồi thì chúng ta sẽ hiểu cái lưới điện AC đầu vào của chúng ta thì là nó sẽ là như thế này. Mình vẽ cho một chu kỳ nhá, nó sẽ là hai nửa như này. Là nửa chu kỳ dương và chu kỳ âm. Mọi người nhá. Thì khi mà chỉnh lưu cả cái chu kỳ ấy thì là ở vị trí đây này. Ta sẽ thu được hai cái giải sóng mấp mô như này. Tức là phần âm này nó cũng đã lên thành trên này rồi nhá. Nó là một nguồn DC, ở đây nó là nguồn DC rồi nhưng mà nó có sự mấp mô theo như này bởi vì không có tụ lọc. Còn nếu mà đi sang bên này ấy, mà nó sẽ đi qua con điện trở 22 ôm ấy, sau đó nó có tụ lọc ở đây ấy, tụ lọc 4,7400V ấy, thì ở đây nó sẽ là một cái sóng, một cái đường thẳng rồi. Tức là điện áp nó đã là thẳng bằng phẳng rồi chứ nó không mấp mô nữa, nhưng mà cái phần ACDS nó phải cần biết cái sự mấp mô này. Mình đính chính cho mọi người là như vậy nhá. Thì ở điện áp ở đây theo thông số theo chúng ta đo ấy, mà chưa có tụ lọc ấy, chúng ta đo nó rơi vào tầm khoảng hơn 200V, nó rất là cao, nó đưa thẳng lên vi xử lý thì vi xử lý sẽ chết toi ngay. Do đó nó phải có điện trở để nó hạn. Thì đây chúng ta sẽ thấy này. Nó sẽ chia thành nó đi qua đầu tiên nó sẽ đi qua con điện trở này để hạn nhá. Con điện trở 240K này này. Mấy con 240K luôn nhá, chúng ta sẽ thấy nhá. Mạch SMD thì nó cũng sử dụng nhiều điện trở hơn, nhưng mà điện trở SMD trên dán ấy, sau đó là nó sẽ nhiều con nối tiếp để nó chịu được dòng đấy các bạn ạ. Chịu được dòng bằng một con điện trở to này mọi người nhé. Tiếp tục nó sẽ đi qua đến đây rồi nó sẽ chia thành hai nhánh này, thì chúng ta sẽ thấy nhá, một nhánh nó sẽ có một con tụ 102 và một con 240K đấu song song nhau, chúng ta thấy không, đấu song song tới đây ấy. Thì cái nhánh này mình hay bảo là nhánh nhận biết tần số đấy, thì mình sẽ chia thành hai luôn nhá, chia ra thành hai này. Thì cái nhánh này đây cũng chia như này đi, điện trở này, tụ điện này, đấu song song nhau ấy. Tụ này là 102, hình như là nó phải chịu điện áp lên đến 800V này đấy, 102, 1kV nhé mọi người nhé. Và con này là 240K. Thì cái nhánh này ấy, thì chúng ta sẽ thấy ấy, là cái vị trí cái nhánh này này thì chúng ta sẽ thấy là điện áp đi tới đây này nó được hạ một ít, rồi đi qua đây hạ một ít, và cái vị trí này thì là cái biên độ điện áp nó cũng là mấp mô như này nhá mọi người nhá. Nó không vẽ được nữa cái bút này. Chúng ta sẽ hiểu nhá, để tí nữa mình sẽ dùng máy hiện sóng mình đo thử cho đúng không. Tiếp tục một cái đường nữa mà mình nói cho mọi người nhận biết độ lớn nhỏ ấy. Thì nó sẽ đi qua con điện trở này này, nó đi qua một con điện trở nữa. Nó có hai con điện trở. Đầu tiên là con điện trở to, sau đó là đi con điện trở nhỏ. À, 240K. Sau đó là 10K. Mọi người nhé. Mình sẽ dò cho mọi người về cái đường này trước. Cái đường này trước nhé. Zoom lên mọi người phải nhìn được cái rõ được cái đường đi của nó. Từ đây sang đây này. Nó tới đây các bạn này, nó được lọc bởi con tụ này nhé, 50V 10mm này mọi người này. Thì với tất cả những cái con tụ hóa ở trên cái mạch bếp từ này thì cái cực âm của nó luôn là GND, GND của toàn mạch mọi người ạ.
là GDD của vi xử lý mọi người nhé. Thì đây mình sẽ cho chúng ta tham khảo về GDD của nó sẽ như thế nào nhé. Cái GDD nó sẽ như thế này này, để chúng ta sẽ hiểu một chút cái này nữa. GDD chúng ta đây mà GDD nó sẽ đi qua cái điện trở không ohm, mình bảo là cái gì là cái dây di đấy, bởi vì dưới gầm của nó là có máy in mà điện trở không ohm trên những cái mạch này nó toàn thế, rồi lại không ohm tiếp này, rồi lại không ohm tiếp này, đấy tới chân âm của tụ này ấy, rồi lại không ohm tiếp này, và chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đi tới chữ GDD chính là chân giữa của con 78L05 ấy. Chúng ta cứ xác định chân giữa của các con 78L05 nó chính là GND nhé, và nó đi rất nhiều mà mạch in này. Đấy GND à, chân âm của tụ lọc là 300V đấy mọi người nhé. Thì chúng ta sẽ thấy là GND thì tiếp tục này, điện áp dương ở đây ấy, nó được phân áp qua một con điện trở về GND rồi đi qua con điện trở không ohm này, nó sẽ tới cái chân này của vi xử lý nhá. Thì mình cũng không rõ là chân gì, nhưng chúng ta sẽ nhận biết được đây là chân, nhận biết độ lớn nhỏ của điện áp của vi xử lý nhá. Thì nó sẽ là như thế này nhá, nó sẽ có một con điện trở để về GND nữa, mình cũng chưa nhìn trên cái đường đấy là có một con tụ lọc 10 microfarad đấy các bạn ạ, nhiều mạch thì chỉ 4,7 thôi. Thì cái đường này này nó sẽ chạy thẳng tới một chân của vi xử lý, thì cái chân này chính là chân nhận biết độ lớn nhỏ của điện áp. Độ lớn nhỏ là như nào, tức là điện áp vào là 220, có thể nó tụt nó là 200V hoặc là 180 thì là độ lớn nhỏ. Ví dụ như cái bếp nó chỉ cho hoạt động trong con MSU, nó tính toán ấy, là điện áp hoạt động của nó chỉ là từ 180 cho đến 240 thôi. Ví dụ nó xuống còn 170 thì là cái điện áp đưa về đây sẽ thấp. Nếu điện áp 220 vào mà là còn 170 thôi thì điện áp đưa về đây sẽ thấp. Dưới ngưỡng thì con vi xử lý sẽ báo lỗi đấy, báo lỗi là điện áp thấp đấy mọi người nhá. Chúng ta sẽ hiểu nôm na như vậy. Và thông thường cái điện áp đưa về đây thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng trên dưới 3V gì đấy. Trên dưới 3V nhá, có thể là nó tùy thuộc vào điện áp đầu vào này mọi người nhá. Tiếp tục cái đường nhận biết tần số này. Và do cái ở đây này với cái điện áp DC nó mấp môi này nhá, nó sẽ đi hạn được hạn vực phân áp, thì vị trí này do nó đã có tụ lọc này săn phẳng rồi, do đó mà cái điện áp đây nó là điện áp một chiều thẳng đấy mọi người ạ. Mọi người nhá. Nó này đã một chiều phải thẳng chứ nó không còn mấp mô như này đâu. Cái quan trọng là nhận biết cái tần số, cái điểm zero nó phải nhận biết được, nó phải biết được cái vòng vòng ấy này này của lưới điện của điện áp DC sau khi chỉnh lưu cả chu kỳ ấy. Thì mình cũng nói luôn cho mọi người ấy. Điện áp đầu vào nó bắt đầu từ đây, xuất phát từ đây, sau đó nó đi qua như này, nó đi hạn qua rồi nó đến đây nhá, nó vào chân của vi xử lý nhá, và nó sẽ ra, nó sẽ đi vào cái mạch xử lý bên trong của vi xử lý, và nó sẽ đi ra chân GND của vi xử lý, và đi ra chân GND của vi xử lý này nó kết hợp với hai con diode. Đây này. Hai con diode của cái cầu chỉnh lưu chính này này. Mọi người này. Nó chính là R xăng bây giờ không còn tác dụng nữa, nó ở với cái mạch này thì R xăng nó chỉ là một cái dây dẫn, một dây dẫn thôi. Nó sẽ đi qua này và nó đi qua hai dây để về đi hai về hai dây AC đấy các bạn ạ. Để chúng ta sẽ hiểu là nó kín mạch nhé. Chúng ta phải tưởng tượng là mạch nó kín. Bởi vì nếu mà nó có đi rồi mà nó không có chiều về thì nó cũng không hề kín được mạch, thì mạch nó không bao giờ nó chạy được. Tuy nó chỉ là đi vào đây một cái điện áp nhỏ và dòng cực kỳ nhỏ bởi vì đấy như này, nhưng mà nó vẫn phải là vào trong cái mạch xử lý bên trong vi xử lý, và nó đi ra GND và nó sẽ đi qua cái GND chung toàn mạch ấy, và nó sẽ đi qua hai con diode chỉnh lưu ở trong cầu chỉnh lưu chính để nó đi về AC. Như vậy là nó sẽ kín mạch của cái đường nhận biết độ lớn như vậy nhá. Tiếp tục cái đường nhận biết tần số nó cũng thế mọi người ạ, nhưng cái tần số thì nó không được có tụ lọc mà, nên nó phải chia thế mà mọi người. Thì đây mình sẽ dò cho mọi người tham khảo với cái đường biết nhận biết tần số này, nó đi tới đây rồi nhá, nó sẽ đi theo cái dây này này. Thì chúng ta sẽ đếm này, 1 2 3 như vậy nó là đường mạch số 3 nhá. Thì đây 1 2 3 đây. Nó đi qua cái dây gì này. Nó sẽ đi vào tới đây. Và nó sẽ có một con điện trở phân áp về mát này. Tại sao mình biết đây là mát? Bởi vì chúng ta sẽ để ý này, nó đấy, nó chính là cái cây mấy con không ngu mình vừa nói cho mọi người, nó là mát mà. Nó bóng quá mọi người ạ, không biết mọi người có nhìn được không? Cái mạch này nó có sơn keo mà. Thì tiếp theo nó đi đây nhá, rồi nó đi qua một con điện trở này. Một con tụ dập về mát, dọc những con tụ như này chỉ là dập xung nhiễu, dọc những cái
những cái súng nhiễu thôi mọi người ạ. Đấy, và chân này đây chính là chân của vi xử lý, là chân nhận biết độ lớn, độ nhận biết cái tần số đấy, mình nhận gọi là nhận biết tần số, thì mình vẽ cho chúng ta tham khảo nhé. Nó sẽ đi như này, nó sẽ có một con điện trở, vì nó theo kiểu phân áp như này nhé. Nếu mà nó không có cái điện trở như này thì điện áp đây nó rất là cao đấy mọi người ạ, bởi vì nó gọi là cầu phân áp mà. Sau đó nó sẽ đi qua một con điện trở nữa đây. À, tại vị trí này nó sẽ có một con tụ chỉ số rất nhỏ, tụ pi đấy. Có thể nó là chỉ là 221 thôi mọi người ạ. Và đi đến tới chân này của vi xử lý. Chân này chính là chân nhận biết tần số, mình gọi là nhận biết tần số nhá mọi người nhá. Thì cái chân này cái điện áp đi như thế đi vào đây thì nó cũng đi về, nó đi vào cái mạch xử lý của IC, của trong IC, và nó cũng đi về mát của vi của IC GDD của vi xử lý, và nó cũng đi theo cái đường này để đi về kín mạch nhá mọi người nhá. Chúng ta sẽ hiểu như vậy. Quan trọng là khi chúng ta vẽ mạch nó đường đi như nào mà chúng ta phải hiểu đường mạch in kín như thế. Nhưng ở đây nó có một con này nữa, mình sẽ giải thích cho mọi người tác dụng của nó nữa này. Chúng ta sẽ để ý ở đây nó có con chữ như con đi trông ba chân, nhưng mà con Chantho SMD, nhưng mà nó ghi chữ D4, thì chúng ta hiểu là con diode nhá. Và nếu mà bạn nào không biết thì có thể kênh chân lên đo, thì mình khẳng định đây là chân anode và đây là chân cathode. Nó chảy từ A đi sang K nhé mọi người nhé. Và mình sẽ dò cho mọi người cái chân K này. Nó sẽ đi theo cái vòng này, đường này này. Nó đi đến 5V nhá. Nó đi đến chân AU là chân 5, đường 5V. Chân AU có 7805 này này. Thì như vậy chúng ta sẽ hiểu ấy, là nó sẽ có một cái con như này. Tại vị trí này này, nó sẽ có một con diode. Mình vẽ con diode thôi, nó chỉ là con diode thôi, thì mình cứ vẽ như này thôi. Nhiều mạch thì nó chỉ dùng con 4148 thôi. Nhưng con này nó chạy con SMD, mạch SMD. Còn dòng này nó chạy SMD, nên những con diode nó toàn dùng như diode, trông như con chan to thôi. Nhưng chúng ta sẽ hiểu nó ký hiệu là D4, nó là con diode nhá. Thì nó chạy lên cái đường này là đường của 5V nhá. Mọi người nhá. Giải thích luôn cho mọi người con này nhé. Nếu mà điện áp đưa về đây, ví dụ như mà có sự đột biến về xung nhiễu này, hoặc có sự chạm chập về mạch này, mà dẫn tới là cái xung đỉnh ở đây đạt đến đỉnh cao quá là trên 5V, thì con diode này chúng ta sẽ hiểu ấy, một con diode thì nó sẽ rơi áp cho nó là 0,6V nhé. Thì giả sử như điện áp ở đây này mà vọt quá, là ví dụ mình cứ giả sử là lên tận 6V đi, thì cái 6V này đưa vào vi xử lý, chân in của vi xử lý này, thì có thể làm chết cái chức năng lỗi của vi xử lý này. Mình nói cho mọi người như này nhé, là rất nhiều bạn mà kiểm tra rõ ràng là cái mạch này bị báo lỗi như thế là trên cái đường này rồi, nhưng chúng ta kiểm tra hết linh kiện bên ngoài mà không phát hiện gì ấy, thì chúng ta sẽ hiểu rằng là cái chân, cái phần xử lý chức năng của cái con IC vi xử lý trong IC là đang lỗi cái chức năng đấy. Ví dụ như con này nó báo E4, cho E4 chẳng hạn các bạn ha, nó báo E4 chẳng hạn, thì có thể là cái chân linh kiện bên ngoài không lỗi, nhưng mà vấn đề xử lý bên trong IC nó đã bị lỗi, nó lỗi vùng này thôi, vùng khác không lỗi mọi người nhé. Thì giả sử điện áp đây có xung đỉnh này, các loại xung thứ ấy chỉ xuất tức tồn tại trong tức thời mà nó đưa vào vi xử lý và làm chết chân của vi xử lý ấy, thì cái điện áp đây nó là cao như thế, nó sẽ được đi san qua con diode này, đi vào đường 5V, và đường 5V nó có rất nhiều tải, đủ các thể loại tải các bạn nhé, để nó, bởi vì cái nó là cái xung đỉnh nhưng mà dòng nó không cao, nó sẽ kéo hết những cái tóm này để nó chống cái điện áp tại chân vi xử lý vọt quá cao đến mức nó chết mọi người nhé. Rất nhiều mạch nó thiết kế con diode xuôi về đường 5V này như vậy mọi người ạ. Cũng như là cái một số cái bo bích biết từ này, mà cái chân G của nó có con diode từ chân G của nó ngược lên đường 18V này, thì đó khi mà nó có sự cố về cái xung điện bị chập dẫn đến đường 18V vượt quá cao thì nó sẽ chạy ngược sang đường 18V để kéo tải đấy mọi người nhé. Con diode này mình giải thích kỹ cho một chút, bởi vì là có vấn đề nhiều người là người ta hiểu sai về con diode này. Thật sở dĩ đây là một thiết kế kiểu này nhé, như ngày xưa nhé, thì nó lại có cái kiểu thiết kế là nó có con diode DZ 5V1 đây chẳng hạn các bạn nhé, thì có khả năng chi phí cho con 5V1 này nó sẽ cao hơn so với con diode bình thường này mọi người nhé. Để chống, tóm lại mục đích con diode này là giả sử ở đây có xung nhiễu quá cao mà làm chết chân của vi xử lý, thì cái xung nhiễu đấy nó sẽ vọt theo con diode này, thông qua con diode này vào đây. Sở dĩ cái điện áp này ở đây nó chỉ có rơi vào không phải chắc chỉ sặc sấp xỉ 1V thôi mọi người nhé. Thì với 1V này thì không thể đi qua 5V, 5V nó cao hơn thì nó coi như nó không tràn qua được rồi, thì coi như mạch hoạt động bình thường. Nhưng giả sử có xung nhiễu mà nó vọt đến đỉnh cao quá
đến 6 volt như mình báo thì nó sẽ chảy sang đây để chống chết này, nó là như vậy nhá. Đấy, như vậy là mình đã vẽ xong cho mọi người tham khảo về cái mạch ACDS rồi đấy. Và bây giờ mình thử đo cho chúng ta tham khảo xem có đúng cái giải sóng nó sẽ như thế không nhá. Mình đo bằng điện áp bằng đồng hồ trước cho chúng ta tham khảo, sau đó mình sẽ đo thử bằng máy hiện sóng, xem lấy cái máy hiện sóng mình đo xem có đúng là nó chức năng chân của nó có vòng 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 như này như mình bảo không nhá. Đấy, mạch ACDS của con bếp Media chỉ như vậy thôi. Con mạch này nó bị chết con cảm biến này các bạn này. Con cảm biến này nó bị như là bị ẩm thấp nước vào ấy, quán lẩu mà nó bị xỉn chân, và khi chạy được có tí nó đã ngắt sung. Mình chưa chạy lâu, mình cũng chưa chạy lâu lắm, bởi vì khả năng lâu lắm nó sẽ báo lỗi e mấy đấy các bạn ạ. Tóm lại nó bị bảo vệ quá nhiệt nên mình có thay con khác, mình có chạy thử rồi nó không sao nữa các bạn ạ. Rất nhiều trường hợp media hỏng con cảm biến này. Mạch con cảm biến bảo vệ quá nhiệt cho IGBT đấy mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo về cái mức điện áp nhé. Và tí nữa mình lấy cái máy hẹn sóng mình đo thử cho chúng ta tham khảo luôn. Đấy, ghi nó vẫn cứ kêu vậy. Mình lấy mát ở trên e của vi xử lý đi. Cũng như nhau mà các bạn. Thì chỉnh new tới đây này. Mình đo ở vị trí này nhé, nó sẽ là cao nhất đấy. Nó không được đến 300V đâu, bởi vì là nó không có tụ lọc. Đấy, nó chỉ có 194 thôi các bạn nhé. Nếu mà có tụ lọc ấy, là đi qua con diode này, qua điện trở tới đây nó có tụ lọc rồi ấy, thì nó sẽ lọc được đạt đến cái xung đỉnh ấy các bạn nhé. Do đó là được 300V đấy. Do đó mà nó phải có con diode này để ngăn đấy mọi người nhé, để nó vẫn còn cái biểu tượng như này đấy. Khi con diode này không có con diode này là cái san phẳng ở đây nó lại đưa ngược lại san phẳng hết thì không được các bạn nhé. Tiếp theo nó sẽ đi hạn qua con 240k này thì sẽ tụt xuống một tí nhá. Đây mình sẽ cho mọi người tham khảo này. Nó con này nó có keo. Đấy, còn 66V thôi. Và nó chia thành hai đường này. Đường nhận biết độ lớn nhỏ nhá, thì mình đo tại con tụ này thì tương đương tại chân của vi xử lý luôn nhá. Thì đây. Đấy, nó khoảng 3V bởi vì nhà mình đang là 220 mà. Nếu mà điện áp xuống còn 180 thì nó chỉ còn khoảng 2,8V thôi chẳng hạn các bạn nhé. Độ lớn nhỏ mà. Và nó là điện áp một chiều phẳng bằng phẳng rồi đấy, bởi vì nó có tụ lọc này. Tiếp theo đường nhận biết tần số này thì nó vẫn có sự mấp mô này đấy. Đấy, nó chỉ khoảng 1,3 thôi. Sau đó tới tận chân của vi xử lý là mình đo cái chỗ con diode này nhá. Trên con chân diode này nó còn hạn qua cầu phân áp qua đây nữa mà. Mình đo cái con diode đấy nhá. Tại chân vi xử lý đấy. Đấy, nó chỉ khoảng 1,3. Con này thì nó không có tụ lọc nên nó không hạn qua điện trở nhỏ. Và mình khẳng định đấy, cái 1,3V này tại chân của vi xử lý này này, nó vẫn là cái giải sóng như này nhá. Nó vẫn là cái điện áp có sự mấp mô này, nhưng mà cái biên độ nó giảm xuống để nó chỉ còn có 1,3V thôi. Chứ nó không phải đến tận 200V ở đây nữa thì nó sẽ chết cái vi xử lý ngay nhá mọi người nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ thử lấy cái máy hiện sóng mình đo cho chúng ta tham khảo nhá. Đây nhá, mình sẽ dùng cái máy hiện sóng của mình đo cho chúng ta tham khảo về cái hai chân vi xử lý. Một chân nhận biết độ lớn nhỏ, thì chân nhận biết độ lớn nhỏ thì nó sẽ là có tụ lọc nên nó là cái mặt bằng phẳng như mình phân tích ấy. Và một cái nữa là chân nhận biết tần số mình đo trên con diode này này thì là nó sẽ là vẫn là cái sóng sin đã được chỉnh new cả chu kỳ nhưng chưa được lọc, nó là nó một chu kỳ nó sẽ có hai cái vòng tròn đấy phía trên nhá mọi người nhá. Đây, mình sẽ ghim điện bếp này. Và mình đây là cái dây mát thôi, mình lấy dây mát thôi, mình đo cho mọi người về cái trên con diode này tại chân vi xử lý nhận biết tần số đã nhá, cho chúng ta tham khảo này. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó đúng là cái một chu kỳ sóng sin của chúng ta có lửa chu kỳ dương và lửa chu kỳ âm, nhưng chỉnh new cả chu kỳ ấy, thì là một chu kỳ nó sẽ có hai cái vòng nhá. Mọi người nhá, nó đây mình đang đo tại chân nhận biết tần số của vi xử lý đấy, chúng ta sẽ thấy là nó là vòng vòng như kia nhá. Còn nếu mà chân nhận biết độ lớn nhỏ này ấy, thì nó do nó có con tụ 10 mi nó lọc rồi này, đây này, thì nó là nguồn dòng thì nó là nguồn DC bằng phẳng luôn nhá, chứ không có độ mấp mô gì nữa nhá mọi người nhá.
và do nó chỉnh lưu cả chu kỳ như này, do đó mà cái tần số nó nhận được ấy nó là 100 Hz đấy mọi người ạ, bởi vì sau lưới điện của chúng ta là 50 Hz mà, thì nó sẽ là 100 Hz đây này. Không biết mọi người có nhìn được không, cái máy mình đang để này nó hơi khó nhìn, 100 Hz này các bạn này, bởi vì đấy một chu kỳ thì nó sẽ tạo được hai cái vòng tròn, hai cái vòng cung đấy, thì tương đương với là hai sự biến động, thì hai sự biến động thì là nó sẽ là từ 50 nó sẽ nhân thành hai đấy, tức một chu kỳ thành hai cái biến động thì tương đương với là 50 biến động thì thành là nhân với hai nên thành là 100 Hz đấy nhá mọi người nhá, 100 Hz quên mất, 50 Hz và thành 100 Hz các bạn ạ. Như mình phân tích thôi. Thôi cái video này sẽ kết thúc ở đây nhá, mình cố gắng sẽ dành thời gian chia sẻ cho mọi người cách vẽ mạch và cái quan trọng chúng ta phải hiểu được đường đi của mạch, ký hiệu linh kiện. Và chúng ta như mình hay nói cho mọi người, để mà phân tích sâu vào mạch điện tử ấy, chúng ta phải hiểu mạch đường kín mạch. Thì mình đã nói cho mọi người kín mạch của cái đường ACS nó là như thế nào. Còn kín mạch đường công suất hay kín mạch mạch của đường mạch nguồn cấp trước thì nó cũng thế các bạn nhé. Chúng ta phải biết lần được đường đi từ đâu đến đâu. Rồi, chào mọi người nhé.